xi măng chỉ cần bóc cái đầu rễ thôi.
chín à? Làm gì đấy? Tôi lắng cái xe. Đây là cái tổ này. Cái tổ nhất đi. Này. Nó sai từ lúc ngoài. Nhưng mà không lộng được. Rồi. Nhưng mà cái lúc cắt gì ấy. Đó. Cái dây nho chỉ cửa nhà bọn nó sai chứ bọn không. Có tí
Thank you.